cùng này có 9 ô nhưng chỉ trả lời 6 ô, còn 3 ô còn lại sẽ giấu đi. Chúng ta có hai hình thức. Một là chọn gửi tiền vào ngân hàng, và hai là không gửi tiền vào ngân hàng. Gửi tiền vào ngân hàng, số tiền của chúng ta sẽ được bảo toàn. Các bạn sẽ có lợi tức mở 2 ô bất kỳ trong số 9 ô số của chúng tôi. Và chúng ta sẽ vay tiền của ngân hàng để chơi bằng cách quay 2 lần. Và sau khi mà chúng ta chơi xong, chúng ta sẽ quay 2 lượt đó để chúng ta trả lại cái số tiền. Còn nếu như chúng ta lựa chọn là không gửi tiền vào ngân hàng thì như thế nào? Sẽ có một ô đặc biệt, bất kỳ trả lời đúng quay thì các bạn được gấp đôi cái số tiền. Trả lời sai các bạn sẽ bị trừ gấp đôi cái số tiền đó. Trả lời đúng bức tranh đã được xáo trộn một cách ngẫu nhiên được cộng thêm 1,5 triệu. Thôi bây giờ mình biểu quyết giống như hồi nãy đi. Có bạn nào chọn gửi tiền ngân hàng không? Ôi, bây giờ lại ngược lại với hồi nãy nha. Còn nếu không gửi tiền, chọn không. Ủa? Một cánh tay nào luôn. 2, 3, dạ đếm được luôn ạ. Vẫn còn đếm được. Khán giả họ không thi cho nên họ không bị áp lực. Chỉ có mình thi mình mới bị áp lực thôi. Vậy quyết định của các bạn là có gửi hay không gửi nè. Dạ, gửi. Nhắc đến từ áp lực thì chúng ta nên gửi tiền nữa. Tại vì khi mà vòng này mà mình không gửi tiền thì rất là mạo hiểm. Mình khó khăn lắm mới có được 16,5 triệu. Cho nên là để không bị áp lực thì mình nên gửi tiền. Dạ đúng rồi, hơi nên gửi tiền, dạ. Đồng ý. Và như vậy các bạn sẽ bị trừ đi 5% phí dịch vụ, 825.000 đồng. Còn lại là 15.675.000. Nếu đồng ý với con số này, xin mời bấm chọn. Thưa quý vị, gửi tiền vào ngân hàng. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng cấp vốn dành cho hai chị em. Chị đáng em để có vốn để chơi nè. 2 triệu nắm đâu vậy? Cái gì vậy? Để hết coi. Tiệm gì vậy? 2 triệu. Bảy. Hai. Ở đây, bên này nè chị, bên này nè chị. Đây đây, 2 triệu đây, 2 triệu đây, 2 triệu đây. Rồi, ok. Ủa? Màu xanh này 2 triệu nè. 3, 2, 1, quay. 2 triệu. 1,5 triệu. Cũng được, ok. Cũng được, an ủi nha. Rồi, bây giờ thím chính nè. 3, 2, 1, quay. 2 triệu. 1 triệu rồi chị. 1 triệu rồi chị. 1,5 triệu cộng 1,5 triệu là chúng ta có 2,5 triệu. Mời hai chị em về chỗ thi. Wow. Chúng ta sẽ lựa chọn ô số mà chúng mình yêu thích nhất nè. Hồi nãy là bắt đầu từ đầu, ra bài vòng 2 là bắt đầu từ dưới. Vậy mình ở chọn ở giữa. Dạ. Yeah. Số 5 ạ. Số 5, một câu hỏi thiên về lĩnh vực văn học. 30 giây để trả lời bắt đầu. Bộ phim Đừng Đốt của nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học nào? Hết. Trời ơi. Đừng Đốt của Đặng Nhật Minh lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học nào? Đừng Đốt, Đặng Thùy Trâm. Nhật ký của Đặng Thùy Trâm. Đặng Thùy Trâm. Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Liệu đó có phải là một đáp án chính xác hay không? Ô số 5, mở. Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Với câu trả lời chính xác vừa rồi thì hai chị em của chúng ta được quay số qua đây. Chị hơn hơn em. Trời ơi, áp lực nữa. Ừ. 3, 2, 1, quay. Nguyên Khang tốt bụng. Đọc câu thằng chú ra 2 triệu liền luôn á. Ôi, nó... Nguyên Khang tốt bụng. Ê, nó nghe nè. Bình thường mình có nét diễn giả trân gì không? Không có. Trời đâu. Thưa quý vị, bằng cả trái tim á. Đây đây, quay là phải quay một vòng cơ. Ủa là đâu có nói quay một vòng, nó là quay thôi. Mà người ta quay lực bao nhiêu là đó là việc của người ta chứ. Đâu có ghi cái chữ là quay một vòng hay là nửa vòng hay là 1/4 vòng đâu. Đúng không khán giả? Đó, thấy không? Thể theo lời yêu cầu của khán giả, Khánh quay lại. 3, 2, 1, quay. 2 triệu. Cái gì? Quá nhiều, quá nhiều. 1 triệu. Được triệu. Quà rồi. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta được cộng 1 triệu. 3,5 triệu. Xin chúc mừng. Tôi không hiểu sao Lê Khánh lại có thể có được một cái action tự diễn, tự biên kịch và tự đạo diễn cho phần dàn dựng của mình, rồi cả phần tự tương tác luôn. Dạ. Hay quá Khánh. Lâu rồi đời mình cũng quen. Dạ. Lâu rồi đời mình cũng quen. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh này, số 5, chọn. Dạ. Cái mô hình quá hả? Chưa biết được đúng không ạ? Dạ không. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ô tiếp theo. Chúng ta sẽ mở 6 ô, mà hồi nãy các bạn còn được tặng 2 ô bất kỳ nữa. Bây giờ các bạn muốn mở 2 ô bất kỳ không? Dạ. Hay muốn. Là muốn lựa chọn? Dạ muốn ạ. Rồi, xin mời các bạn. 2 đi chị. Số 2 nha. Dạ. Số 2, mở. Hả? Y chang. Ủa, nha. Cái gì kì? Ủa, sao y chang? Tiếp tục. Ủa, sao giống nhân bản lên. Hay số 7 đi chị ha. Ờ, ok. Số 7, mở. À, nhìn thấy rõ rõ hơn rồi, đúng không? À. Hiểu rồi ha. Chúng ta thi tiếp. Các bạn sẽ chọn số mấy? Số 9 đi. Dạ, số 9. Số 9. Trời ơi, câu này là một câu khó. Khó hả? Vâng.
Câu này liên quan đến lĩnh vực lịch sử. Câu hỏi như sau, 30 giây bắt đầu. Năm bao nhiêu được gọi là năm châu Phi? Hết. Hả? Hả? Năm bao nhiêu được gọi là năm châu Phi? Năm bao nhiêu được gọi là năm châu... Ủa gì kỳ vậy? Tại vì á, có những năm châu Phi bị đô hộ, cho nên là khi những cái nước người ta vùng lên, người ta giành được độc lập, thì cái năm đó người ta gọi là năm châu Phi. Dạ, năm 1981, tại vì đó là năm sinh của Khánh. 1981 không thể đâu. Năm Khánh ra đời chưa chắc là năm mà châu Phi đã thoát khỏi ách nô lệ. Nhiều khi họ đã thoát khỏi ách nô lệ từ nhiều năm trước rồi. Đúng rồi. Và đáp án chính xác của chúng tôi chính là... Trời năm ơi! 1960. Năm này là năm sinh của mẹ tôi à. Tôi biết vậy, tôi nói năm sinh của mẹ tôi là đúng rồi. Ai biết nói năm sinh của tôi chứ. Tôi đừng nói năm sinh của tôi. Hỏi vậy, trời ơi. Thưa quý vị, năm 1960 được gọi là năm châu Phi bởi vì có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập, như là Đông Cameroon năm 1960, Togo cũng năm 1960 nè, Madagascar, Somali, Dahomey, Niger, tất cả các nước châu Phi này đứng lên để giành độc lập tự do. Trời tức đó. Quá, nói năm mẹ tôi sinh là trúng rồi, tức quá. Rồi, hết tức chưa? Vẫn còn tức. Qua đây quay. Em quay đi, em xui, em đi, em xui, em đi, em xui, em quay cái nào xấu thấp thấp thôi. Thôi, chị nói vậy mà em cũng tin được hả? Có người của em không, á. Không, em xui cái này chị được. Chị nói em là con người xui xẻo đó, em hiểu Ủa, không? Anh, em xui trong trường hợp này là em rất hợp lý nha. Em xui vô cái ô 500 xui nha. Lần này rồi. Xui được nè Vi. Quay, cái này bị trừ nè. Thôi, hồi nãy được nhiêu, giờ trả lại nhiêu nha chị. Mấy đứa nhỏ là quá là tưởng vô 2 triệu. Xếp xếp vô 2 triệu rồi đó. Xếp vô 2 triệu được. Chúng ta còn lại là 2 triệu rưỡi, là bằng với số tiền vay vốn trước đó. Ô vừa rồi đã bị tô đen thui. Chúng ta mở ô tiếp theo, xin mời. Dạ số 8 ạ. Số 8. Đây là một câu hỏi liên quan đến lĩnh vực giao thông. 30 giây bắt đầu. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên phải hay bên trái? Hết. Cái gì? Đọc lại. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên phải hay bên trái? Hết. Không hình dung được. Cái vòng xuyến nè, vòng xuyến nè. Giao nhau đi. Ưu tiên cho bên phải. Ưu tiên bên phải lên đây đúng không? Bên phải. Hướng bên phải qua hay là thường là cái đường ngoài á? Bên trái. Hết giờ. Bên trái. Chị em cua gắt quá. Cua gắt. Dễ sợ. Biết đâu đúng không? Trời. Đời người có những lúc phút 89 mà còn làm nên lịch sử mà. Chúng ta sẽ cùng xem coi đáp án chính xác của chúng ta đó chính là... Bên trái. Bên trái. Chị ơi. Trời ơi, chị hay quá. Chị cua vậy được hợp lý nha. Chúc mừng hai chị em nha. Đơn quay. Giản thôi, tại vì á, nếu như á, mà bên phải thì đơn giản quá đúng không? Người ta đâu có hỏi mình làm gì, mình phải bẻ ngược lại tình thế mình mới trúng. Vừa đi bảo vừa giải thích mà đến đây là hết câu giải thích luôn, hay quá. Hay không? Rồi bây giờ hai nè, mấy 2,5 triệu nè. Bây giờ quay sao cho 2 triệu coi, nãy giờ chưa được 2 triệu bây giờ nè. 3, 2, 1, quay. 2 triệu. Trời ơi. 1,5 triệu, ok thôi cũng được rồi ha. 1,5 triệu. Họ đã được 4 triệu đồng, xin chúc mừng. Mở ô số 8. Mở. Tôi nghĩ cũng là cảnh của sông núi. À đúng, chính xác rồi. Bây giờ chúng ta chọn ô số mấy nè? 6 đi. Số 6 à? Dạ. Câu này hơi khó nha. Câu này thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và hỏi về sự kiện, nhân vật. 30 giây bắt đầu. Máy ATM, một thiết bị rút tiền được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, là phát minh của ai? Hết. Ai phát minh là không nhớ luôn mà chắc ai chắn. Ai nước nào? Bật mí, đó là một chàng trai Việt Nam. Cái gì? Một Vietnamese. Một người Việt luôn. Mà đọc tên hả? Phải nói tên hả? Đúng rồi, đó là ai? Trời ơi, Nguyễn Tuấn Khải. Tên chồng tôi. Duyên giác dễ sợ. Hồi nãy là sinh nhật của Khánh, rồi bây giờ tới một phần thi của Khánh mà giới thiệu nguyên cả gia đình luôn đó nha. Thưa quý vị, Nguyễn Tuấn Khải có phải là một đáp án chính xác hay không? Đó rồi, chính là... Lỡ trùng tên đúng một cái em xỉu liền nha. Không phải, thưa quý vị, rất tiếc. Đó chính là Đỗ Đức Cường. Một người Việt đang làm việc tại Mỹ, nhưng mà phải thật sự là ngưỡng mộ đúng không ạ? Tự hào. Rất tiếc là đáp án vừa rồi của Lê Khánh không chính xác. Cũng là người Việt đó nhưng mà khác cái tên thôi. Đúng rồi. Ngộ ghê. Ngộ ghê. Vậy cho phân nửa điểm được không? Thôi để em quay cho em xui hơn. 3,
2, 1, quay. Hồi nãy giờ đồng. Em đi cái số 1 triệu nó thích em lắm nha. Em 1 triệu hoài luôn á. 4 triệu trừ 1 triệu chúng ta còn 3 triệu. Còn 3 triệu. Xin mời. Ô này đã bị tối đen rồi, ú chà chà. Chúng ta chỉ còn có 2 ô nữa thôi. Dạ, số 1 ạ. Số 1. Trời ơi, câu này dễ lắm. Dễ hả? Dễ lắm luôn. 30 giây bắt đầu. Ba bạn A, B, C có số tuổi khác nhau. Biết A không phải là người ít tuổi nhất và B nhiều tuổi hơn A. Vậy người nhiều tuổi nhất là ai? Hết. Lặp lại giùm Thanh. B. A, B, C số tuổi khác nhau. A không phải là người ít tuổi nhất và B nhiều tuổi hơn A. Vậy người nhiều tuổi nhất là ai? Hết. Ờ, B. B. Tại vì ít tuổi nhất tức là đã hơn một người còn lại, là ở giữa rồi. Nhưng mà B thì lại cao tuổi hơn A, thì chắc chắn B phải là cao tuổi nhất rồi. Vâng, đó là đáp án hợp lý. Và đáp án chính xác của chúng tôi đó chính là bạn B. Đúng không ạ? Chính xác bạn B, xin chúc mừng. Vy ơi, với một câu trả lời thông minh như vậy, em lại xinh đẹp nữa, em ra quay đi. Quay đi cưng, 2 triệu cho chị nha. Rồi được rồi. Thử nha, giờ có thoát khỏi cái số 1. À thôi, hai, à thôi được rồi. Ủa là sao, em đang nói gì không, vậy? Em vừa định nói là cho em thoát khỏi cái số 1 triệu à. Em định nói là nếu mà như vậy nó qua số 500 là chết. 2, 3, vô. Một triệu. Đời em là 1 triệu thôi kìa. Yeah, yeah. Và bây giờ là ô số 1. Mở. Số 3 và số 4 các bạn thích số mấy? Số 3 nha. Dạ. Dạ số 3 à? Giữa số 3 và số 4 thì số 3 dễ hơn. Vậy hả? Dễ hơn. 30 giây dành cho các bạn như sau. Khi chơi trò chi chi chành chành, một người đứng xòe bàn tay ra, các người khác giơ một ngón tay trỏ ra đặt vào lòng bàn tay người đó. Người đó đọc nhanh câu gì? Hết. Chi chi chành chành, trái chanh khói lửa. Đúng trái không? Trái chanh thổi lửa. Trái chanh thổi lửa. Con ngựa đứt cương, ba vương ngủ đế. Bắt gì? Bắt ghế đi tìm phải không? Bắt ghế đi tìm. Bắt đế đi tìm. Bắt đế đi tìm. Y à y ạch. Ngồi thập xuống đây. U à u ạch hả? U à u ạch. Ngồi thập xuống đây. Chi chi chành chành hết. Chúng ta đọc lại lần nữa đi ạ. Chi chi chành chành, trái chanh hỏi lửa, con ngựa đứt cương, ba vương ngủ đế, bắt ghế đi tìm, ù à ù ạch ngồi. Ù à ù ạch được rồi, hết rồi. Rồi tới đó là hết rồi. Và thưa quý vị, với đáp án vừa rồi không cần phải hiện ra nữa, bởi vì đó là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Wow, hay quá Vy ơi. Thưa quý vị, thật ra thì cái bảng này nó có rất là nhiều cái phiên bản khác nhau. Ví dụ như là chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, con ngựa chết trương, ba vương ngũ đế, chấp dế đi tìm ù ào ạp. Nhưng mà qua miền Nam của mình chơi thì chúng ta hay nói là chi chi chành chành, trái chanh thổi lửa, con ngựa chết trương, ba vương ngũ đế, bắt dế đi tìm ù ào ấp. Ví dụ như vậy thì nhưng mà cái phiên bản của Tường Vy là một phương án chính xác. Chúng ta cũng hay thường dùng trong cuộc sống, cho nên chúng tôi chấp nhận. Chúng ta còn 2 lượt kiếm tiền nữa, một lượt quay này và một lượt đáng hình nền của chúng tôi. Mời hai chị em quay số. Chúng ta đang có 4 triệu. Em nữ hoàng, nữ hoàng 1 triệu của chúng ta. Em cộng sẵn 1 triệu với là 5 triệu luôn rồi đó. 4 triệu, 3, 2, 1. Quay, cố lên nha, 2 triệu nha. Nữ hoàng 1 triệu quý vị à. Nữ hoàng 1 triệu. Hay quá Vy. Quay cái gì cũng 1 triệu giả sợ đi. Không tin được luôn. Em là người phụ nữ kiên định lắm á. 4 triệu còn 1 triệu là 5 triệu. Bây giờ chúng ta sẽ mở hình số 3 đi nha. Hình số 3 mở. Và bây giờ trả lời đúng sẽ được 1.500.000 đồng. Câu hỏi của chúng ta 10 giây đưa ra đáp án như sau. Đây là quần đảo nào ở nước ta? Hết. Vịnh Hạ Long. Dạ là Vịnh Hạ Long. Không phải. Không phải hả? Quần đảo nào của nước ta? Và đó là đáp án chưa chính xác. Thưa quý vị. Ủa sao em nhìn cái eo núi kia em thấy giống lắm mà. Nó cũng giống Vịnh Hạ Long, nhưng mà nó là một cái địa điểm khác ở Hải Phòng. Trời. Và đó chính là Cát Bà. Em chưa đi Hải Phòng. Rất tiếc. Thưa quý vị,
Vịnh Hạ Long người ta không có những cái bè nhỏ này nhiều đâu, mà chủ yếu nó là những cái thuyền tàu gỗ để dành cho công việc du lịch. Còn ở đây là người ta nuôi rất là nhiều cái loại hải sản, cho nên ở đây chính là cát bà. Mặc dù không giành được đáp án chính xác, nhưng mà hai chị em của chúng ta đã có được số điểm khá là tốt, đó chính là 5 triệu đồng đã đến lúc chúng ta sẽ trả nợ lại cho ngân hàng. Đi chơi chi cho vậy là cái bài này là hồi nãy là mượn ngân hàng 2 lần. Bây giờ chúng ta sẽ quay 2 lần lại trả nợ. 500 là ổn nha. Trời ơi. Trời ơi, còn lại 3 triệu rưỡi, xin mời Tường Vy tiếp tục. Áp lực cho em. Trừ 1 triệu đó là 2 triệu rưỡi đó chị. 3 2 1 quay. Em được lên giá rồi chị. Một mà không đúng lúc. Không đúng lúc chút nào. 3 triệu rưỡi trừ 1 triệu rưỡi, chúng ta còn lại là 2 triệu. 2 triệu. Trước đó thì họ đã gửi ngân hàng số tiền là 15.675.000 và thi được 2 triệu đồng, cho nên tổng số tiền cuối cùng là 17.675.000. Xin chúc mừng. Dạ, và xin mời nhân vật của chúng ta lên sân khấu để nhận món quà này. Xin mời cô và xin mời em. Thưa quý vị, món quà mà cô nhận được ngày hôm nay là 17.675.000. Chưa kể số tiền mà Lê Khánh đã dành trước đó là 20 triệu. Cô ơi, nãy giờ thấy mọi người thi thì cô thấy làm sao, cô cảm nhận thế nào? Thấy vui mà mừng nữa. Dạ, chúc mừng cô và gia đình à. Trước hết cũng thay mặt gia đình, các em, mấy cháu nó cũng cảm ơn các nghệ sĩ Duy Khánh và Trường Vy và Khang gì đó cũng cảm ơn nữa, cũng không ngại đường xá xa xôi để đến đây chia sẻ và giúp đỡ cho gia đình để vượt qua khó khăn. Dạ. Dạ, con nghĩ vậy nè, bây giờ cái chân của cô nó đang bị đau quá, cho nên cô ưu tiên cô đi chữa cái chân trước đi. Trị bệnh cho cô xong, cô mừng mong sao cô sau này có sức khỏe để cô lo cho hai đứa bệnh nhà nữa. Rồi còn dư số nhỏ nhỏ để cô làm cái xe trà đá hay gì đó, ngồi chỗ bán kiếm đồng ra đồng vô, sao có thu nhập để lo cho Út nó đi học thêm, chứ tuổi nó tuổi ăn học, cô thấy nó ở nhà vậy cô cũng đau lắm. Cố gắng em nha, thay mặt chương trình gửi một lời cảm ơn đến hai nữ nghệ sĩ ngày hôm nay, bởi vì họ chơi quá là nhiệt tình và họ mang đến một món quà rất là tuyệt vời. Xin mời hai nghệ sĩ. Thưa quý vị, số tiền mà họ nhận được là 17.675.000 và thêm một món quà trước đó từ nghệ sĩ Lê Khánh đó là 20 triệu nữa. Như vậy chúng ta có là 37.675.000. Xin được cảm ơn Lê Khánh, cảm ơn Tường Vy. Cảm ơn Lê Khánh, cảm ơn Tường Vy. Cảm ơn Khánh rất là nhiều nha. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Và em cũng cố gắng hơn thật là nhiều để giúp đỡ mẹ nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Chơi Phải Thắng. Và hẹn gặp lại quý vị vào số phát sóng tiếp theo vào lúc 21 giờ thứ ba hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ hôm sau trên truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện với sự đồng hành của Thép Hòa Phát. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.